Các em tập trung, chuẩn bị nghe một thông tin rất là quan trọng nào. Nhanh lên, vô xếp hàng kìa. Từ từ, đợi mình với. Đây là một thông báo khẩn. Chị Ốc muốn thông báo với tất cả các bạn trong vườn nhà mình rằng có những loài sâu bệnh đang bùng lên rất mạnh mẽ và chúng đang nhăm nhe tấn công vào khu vườn của chúng ta, tấn công vào nơi chúng ta đang sinh sống. Chính vì lẽ đó, tất cả chúng ta phải có một sự chuẩn bị tốt nhất. Em biết nè, mình phải đi tích trữ thêm lương thực đúng không chị Áo? Ôi trời ơi, cái bạn này lúc nào cũng tâm hồn ăn uống hết á. Ý của chị Ốc á là chúng ta phải chuẩn bị nền tảng sức khỏe thiệt là tốt, phải giữ cho cái tinh thần chiến đấu của mình tăng cao, và chúng ta sẽ phải tập luyện gấp 3 lần so với bình thường, hiểu không? Tập luyện gấp 3 lần so với bình thường. Cái gì chứ? Tập phân nửa ngày thường em còn không tập nổi, gấp 3 lần lận hả? Có gì mà phải than phiền chứ? Mập như bạn thì dễ bị sâu bệnh tấn công nhất đó. Thôi, giờ không phải là lúc nói chuyện dông dài nữa. Chúng ta phải tích cực tập luyện ngay và luôn. Bây giờ các bạn sẽ phải chạy 10 vòng quanh sân vườn. Chuẩn bị chưa? Bắt đầu! Chạy! Chà, nhờ có bài tập của Ốc Thanh Dân mà mấy cây trong vườn nhà mình trông cứng cáp hẳn lên. Lớp tư khỏe ơi, con không muốn làm theo mấy bài tập nó nữa đâu. Ủa, Táo, có chuyện gì kể cho Đốc Tư Khỏe nghe nè. Đốc Tư Khỏe nhìn nè, tướng con thì như vậy, bao tử con thì bự, mà không cho con ăn nhiều, mà mấy bài tập đó lại quá sức, mấy bạn chê cùi con nữa. Hay quá ha. Thì ra là Táo ở đây trốn tập từ hôm qua tới giờ, phải không? Em không tập nữa đâu, em không tập nữa. Táo à, em không được lười biếng. Chị Ốc căng như vậy là tại vì chị Ốc muốn tốt cho sức khỏe của em và tất cả mọi người thôi. Nhưng cũng tùy người chứ. Với em thì từ từ thôi, em sao mà tập như mấy bạn được. Táo không biết đó. Béo phì không những dễ bị sâu bệnh tấn công mà còn gây ra nhiều loại bệnh khác nữa. Bạn nghe Đốc Tư Khỏe nói chưa? Nhưng không phải cứ nhịn ăn rồi tập quá sức như vậy là tốt. Táo cần có một chế độ ăn hợp lý, bao gồm những loại thực phẩm giúp giảm cân nữa. Đốc Tư Khỏe ơi, sẵn đây Đốc Tư Khỏe giới thiệu cho Táo biết thực phẩm nào phù hợp với Táo đi. Tìm đâu xa, dọc mùng hay mọi người gọi tên khác là Bác Hà đứng kế bên đây nè. Hả? Dọc mùng mà người ta cũng hay gọi là Bác Hà là giúp giảm cân á hả? Nước dọc mùng có khả năng thúc đẩy quá trình tiêu hóa chất béo và cholesterol của cơ thể, nên có thể hỗ trợ chữa bệnh béo phì, giảm huyết áp nữa. À, thì ra là vậy. Hèn chi mà có rất là nhiều người lớn tuổi thường hay nấu nước dọc mùng để uống lắm nè. Táo đừng buồn nữa, từ nay mình sẽ giúp bạn giảm cân, sau đó tụi mình sẽ cùng tập luyện chống sâu bệnh nha. Được vậy thì quá tốt rồi, chứ Táo sợ chị Ốc lắm luôn. Không phải riêng bạn đâu, mình cũng sợ rồi nè. Mấy hôm nay chị Ốc ép chạy riết ốm tông ốm teo luôn rồi. Không sao, cứ tiếp tục nói xấu chị Ốc đi. Chị sẽ cho hai đứa chạy 10 vòng sân nữa bây giờ, muốn không? Dạ không dám đâu. Chọc thôi, làm gì sợ vậy, chị Ốc đâu có ác dữ vậy. Đùa thôi, bây giờ mình cùng chào tạm biệt quý vị khán giả đi, rồi cũng tiếp tục tập thể dục nữa ha.